Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Gia Bảo Luxury. Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ không giới thiệu tới các bạn một chiếc đồng hồ nào cả. Và trong video này thì tôi sẽ giới thiệu và đập hộp tới các bạn một chiếc hộp quay mang thương hiệu Avante. Và chiếc hộp quay này thì có gì đặc biệt thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngay trong video này các bạn nhé. Nếu như chúng ta có một chiếc đồng hồ thì cái việc chúng ta mua một chiếc hộp quay nó khá là phí. Tuy nhiên là nếu nhiều hơn một chiếc đồng hồ thì sao? Ngày mai tôi sẽ đeo một chiếc đồng hồ khác trong bộ sưu tập của tôi thay đổi. Nhưng cái việc đầu tiên tôi làm đó là phải chỉnh giờ và ngày. Tuy nhiên là nếu như bạn uống cà phê và coi cái việc chỉnh ngày và chỉnh giờ đó là một thứ vui thì nó không sao cả. Nhưng nếu như chúng ta đang vội và chúng ta coi cái việc chỉnh ngày chỉnh giờ đấy là tốn thời gian thì hộp quay sinh ra để giải quyết những việc đó. Ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu tới các bạn đó chính là hộp quay Avante với 8 ổ quay riêng biệt. Thì tổng thể của cái hộp này màu đen đó, không có kính đâu các bạn ạ. Không có tìm kính, hoàn toàn một kính. Và việc chúng ta thao tác nó rất là đơn giản, rút ra và đưa vào thôi đó. Ở hai bên hông nó là da Italy đó, ở mặt trên cũng vậy, dưới cũng thế. Đây là một dạng quay cao cấp của Avante với 8 bộ quay. Và cái điểm đặc biệt của Avante hay là những cái thương hiệu của quay cao cấp ấy, đó chính là 8 bộ quay này đều tinh chỉnh riêng biệt, không phải là như những cái hộp quay chúng ta thường thấy trong mức giá khoảng tầm 2-3 triệu, 3-4 triệu gì đấy, là chúng ta chỉ cần sử dụng lúc vặn thì tất cả cùng quay và tất cả cùng dừng. Thì cái hộp quay này, mỗi một cái ổ quay nó đều có thể tinh chỉnh riêng biệt được, từ số vòng trên ngày này, quay 1 chiều hay 2 chiều này, có chế độ tự động hay không này, có chế độ tự động này hay bật đèn này, vân vân. Thậm chí là bạn muốn một hộp quay nào đấy, một cái ổ quay nào đấy không chạy cũng được. Đó, đó là cái điểm mà tôi nói là đắt sắt làm miếng, hay gọi là xịn, khá là xịn. Nào, đây thì chúng ta sẽ có ở phía bên trên này, bộ điều khiển sẽ ở góc này. Đây, chúng ta đang xét cái ổ quay thứ nhất, chúng ta sẽ ấn vào cái nút này. Đây, chúng ta ấn vào nút này. Và khi mà cái ổ quay này đang quay này thì tức có nghĩa là chúng ta đang có thể xét được số vòng quay 1 chiều quay hay quay 1 chiều 2 chiều gì đấy. Đó, đây tôi sẽ xét số vòng quay của cái chiếc đồng hồ này. Đây, tôi sẽ ví dụ cho các bạn nhé. Tôi sẽ cho cái chiếc đồng hồ Patek này vào này, vào cái ổ quay đấy. Và tôi sẽ xét cái số vòng quay một ngày là 1300 vòng trên một ngày. Đây, thì tôi sẽ ấn đây. Đó, 1300. Đấy, và tôi có thể xét được là quay 1 chiều hay quay 2 chiều. Đó, rất là hiện đại. Và tiếp đến, nếu mà tôi muốn, đây là chiếc đồng hồ lên dây của tôi không muốn nó quay chẳng hạn là như vậy, hoặc là chúng ta không có đồng hồ để ở những cái ô như này, thì chúng ta sẽ xét chuyển sang tiếp, chúng ta sẽ để vòng quay là không, để ở không, số không là nó sẽ đứng im không quay nữa. Đó, tiếp đến là ô số 3 này. Đây là một chiếc đồng hồ tôi sẽ để auto đó, cho nó tự quay 2 chiều. Đấy, rất là đơn giản. Và chúng ta cứ thế đến khi đầy đủ hết tất cả những cái hộp quay. Đây là một cái để đỡ đồng hồ. Thế là chúng ta cái cài đồng hồ ở đây. Đây là da này, sau là nỉ cho đồng hồ đỡ xước, bảo vệ đồng hồ. Đây, tôi sẽ đưa thử cái chiếc đồng hồ nữ này vào nhé. Thì đầu tiên tôi bỏ cái khóa ra này. Đó, đây, tôi đặt vào đây. Đó, và ta ép cái phần này vào, cài khóa vào, cài một cái nóc vào làm đó. Thế là chúng ta đã được chiếc đồng hồ cân. Sau đây thì tôi sẽ đặt vào đây. Đó, vậy thôi, quay rất là đơn giản, 8 ổ quay riêng biệt. Mức giá cho chiếc hộp đồng hồ này phân phối tại thị trường Việt Nam là 35 triệu. Đó, các bạn có thể thấy đây là một phiên bản với 8 ổ quay rất là hữu dụng với nếu như chúng ta có nhiều đồng hồ đó. Các bạn có cảm nghĩ như nào về hộp quay đồng hồ này thì hãy comment ở phía bên dưới video này cho chúng tôi biết các bạn nhé. Và xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.